Chủ đề của ngày hôm nay mình muốn đề cập đến là một tình bạn đơn giản, một tình bạn dựa trên số lượng hơn là chất lượng. Mình sẽ chia sẻ một vài câu chuyện dựa trên kinh nghiệm của bản thân, và mình mong muốn xây dựng một tình bạn thật là bền vững, một tình bạn thật là chất lượng để có thể duy trì nó trong những năm tháng sau này của cuộc đời mình. Khi xưa còn nhỏ tuổi, cái thời đi học cấp 1 ở Việt Nam thì mình rất sợ bị bài xích, bị bỏ rơi, không được tham gia các hoạt động của nhóm hay là ở trong lớp. Thời đó đối với mình mà nói thì kết bạn là vì muốn được làm một thành viên trong một nhóm nào đó của lớp này, của trường. Chẳng có gì khó chịu hơn cái cảm giác mà bị ra rìa khi hội bạn tụ tập khoe giày mới, sách vở mới, những cái đồ chơi mới, hay đơn giản là tụm năm tụm bảy cùng nhau chơi cái trò chơi nổi kinh khủng luôn một thời, đó là cái trò xếp gạch brick game. Chẳng ai muốn là outsider cả nên luôn cố gắng thể hiện hết mình, tương tác và làm những cái việc mà đám đông làm ấy. Chơi với nhau thì cũng không chỉ đơn giản là vì thích nhau hay hợp nhau, mà chỉ mong có cạ này, có bè nhóm để nếu như có chuyện gì xảy ra trong trường, mình sẽ không phải là người đứng lẻ bóng góc tường này nhìn cả lớp hay thậm chí cả trường chỉ trỏ tay cười gạt gẹo coi thường mình. Đến bây giờ mình vẫn rất là ghét cái cảm giác đó ấy. Cái cảm giác mà mình cảm nhận được là chẳng thể là chính mình luôn, mình luôn phải gồng mình như là một con nhím xù lông ra rồi để rồi bất chợt một lúc nào đó có thể kịp ra đòn dọa đối phương của mình. Đến khi sang tới Ba Lan ấy thì mình nghĩ là đó là một quãng thời gian dài khủng hoảng đối với mình, khi mà phải thích nghi với môi trường hoàn toàn mới này, ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục, cách ăn nói, kết bạn và ti tỉ thứ khác đều hoàn toàn xa lạ đối với mình. Một lần nữa mình lại như con ốc sên cuộn mình trong vỏ tự bảo vệ cái lớp bên ngoài để tránh bị tổn thương. Kết bạn giao lưu như tìm lá chắn, như tìm cái phao cứu vớt, hay đơn giản hơn là tìm bạn để có thể nâng đỡ mình hay giúp mình thích nghi hơn với môi trường phương trời Tây xa xôi lạ lẫm. Mình càng ghét hơn những năm tháng trưởng thành ở cái tuổi xì tin, muốn thể hiện bản thân, muốn mình là trung tâm của vũ trụ, hay muốn một ai đó nhìn vào mình và kêu rằng wow, bạn thật là cool, bạn thật là đỉnh, bạn có nhiều bạn hay thế. Và cứ thế mình tiếp tục giao lưu rồi kết bạn, càng nhiều bạn thì càng thỏa mãn trí tò mò cũng như là thành công trong việc xây dựng thành lũy vững chắc bên cạnh, khiến cho không có một ai có thể lung lay hay gây cản trở khó khăn trong cuộc sống của mình hay là cuộc sống ở lớp học, ở nơi trường học. Đó cũng là lúc mà mình vấp ngã và nhận ra trên đời có quá nhiều loại người, tính cách hay cách kết bạn vì lợi ích này, chứ không phải vì thân thiện hay là người ta cởi mở cả. Lên đến đại học thì cũng là lúc mình có cơ hội chú tâm đến cách chọn bạn hơn, cách chọn nhóm để chơi, chọn người phù hợp với mình, nhưng cũng chưa thể thoát khỏi cái thế giới networking, kiếm bạn vì lợi ích, kiếm bạn vì muốn được chấp nhận, muốn có vị trí trong xã hội. Có thể nói, dễ sàng lọc giữa bạn tốt và xấu hơn trước kia, thế nhưng số lượng bạn vẫn quan trọng hơn là chất lượng. Và rồi đến khi đi làm ý, thì mình còn không khỏi bàng hoàng trong một môi trường làm việc lại có nhiều người bất chấp thủ đoạn vì lợi ích riêng, sẵn sàng chà đạp kẻ yếu để có thể hơn người ta, và không một mảy may một cảm xúc nào đối với đối phương khi mà đối phương đã bị tổn thương nặng. Khi chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn, chúng ta nhận ra rằng việc có nhiều bạn về số lượng không quan trọng bằng việc có những người bạn thân thật sự chất lượng. Hãy chậm rãi trong việc chọn bạn và càng chậm rãi trong việc thay bạn. Cho tới thời điểm hiện nay thì mình đã trải qua cái thời gian giao kết bạn dựa trên số lượng, và qua cách sống đơn giản có một chút tối giản này thì mình biết bản thân cần gì và không mong muốn quá nhiều lợi ích từ vật chất, từ tình bạn của mình.
mình đã trải qua rất là nhiều những thăng trầm trong cuộc sống, những vui buồn, những lúc khó khăn nhất thì mình mới thấy ý nghĩa thực sự của tình bạn nằm ở đâu. Tất cả bắt nguồn từ con tim, từ lòng trung thành, kiên định và mong muốn giữ vững một tình bạn từ hai phía. Và mình nghĩ là có nhiều mối quan hệ dù ta muốn níu kéo ra sao thì cũng không thể hàn gắn lại được tình bạn năm xưa. Chúng ta phải biết chấp nhận con người thì có lúc thay đổi, cách sống cũng như là những giá trị ta theo đuổi cũng thay đổi theo năm tháng. Trước kia bạn có thể chung tiếng nói với người bạn thuở ấu thơ, cũng có thể vui đùa, nhưng bây giờ khi mà có thể địa vị trong xã hội hay lối sống của cả hai đã khác xưa hoàn toàn, không nên cố gắng giữ chặt bên mình và nghĩ rằng là chúng ta sẽ là bạn của nhau mãi mãi, forever ever. Chúng ta cần thông cảm cho đối phương, chúng ta cũng không cần phải cắt đứt mối quan hệ nào cả, có thể dành cho nhau một vài lời hỏi thăm, một vài lời chúc nhân dịp sinh nhật hàng năm. Quan trọng là chúng ta vẫn giữ tình bạn đó trong tim. Sống đơn giản là khi mình áp dụng lối sống này vào mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ ăn uống, cách ăn mặc, cách làm việc, kết bạn, xây dựng, kế hoạch chi tiêu đều theo chiều hướng đơn giản hóa. Chúng ta đừng làm mọi thứ lộn xộn rồi tung lên, trong khi đó có rất là nhiều việc chúng ta có thể giải quyết một cách cực kỳ đơn giản luôn. Khi bạn cảm thấy không hợp với người bạn nào đó và không có ý muốn kết bạn mới thì hãy cho phép bản thân từ chối mối quan hệ một cách khéo léo để hai bên không bị tổn thương. Đến một lúc nào đó bạn sẽ tự cảm nhận được rằng tăng số lượng bạn bè trên Facebook hay qua networking của bạn không quan trọng bằng việc chăm bón tình cảm thật tốt đối với một vài người bạn thân thiết của bạn. Hãy giúp đỡ, ở bên họ khi những lúc khó khăn, họ sẽ tự động cảm nhận được tấm lòng chân thành, không thông qua một chút vật chất nào cả, một tình bạn rất là đơn thuần nhưng có thể chạm đến tận trái tim của chúng ta. Hãy sống đơn giản, mình mong các bạn có thể tìm được một tình bạn bền vững lâu dài nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe To Live Simple. Hẹn gặp lại các bạn